1 giờ điều trị, 1 lần thực hiện nhưng kết quả là 10 năm trẻ lại. Trẻ lại 10 năm chỉ sau 1 giờ. Kỳ tích có thật là nhờ công nghệ trẻ hóa da tiên tiến, khoa học bậc nhất thế giới hiện nay, NeuThermat 2018. Thermat ứng dụng sóng tần số CF tác động sâu xuống dưới da, giúp tái tạo collagen một cách nhanh chóng. Đặc biệt, đây là công nghệ không phẫu thuật, không xâm lấn, hiệu quả có thể kéo dài tới 5 năm. Sau 1 giờ chăm sóc, làn da của tôi như được hồi sinh, da căng mịn hơn, hồng hào, khuôn mặt thon gọn. Giờ đây mọi người nhìn tôi và không ai nghĩ rằng tôi đã bước qua tuổi 40. Trẻ mãi không già, điều trị cùng chuyên gia, hãy đến với thẩm mỹ quốc tế Bali để thực hiện ước mơ trẻ hóa. Liên hệ ngay hotline 01686463463 hoặc để lại số điện thoại để nhận được tư vấn miễn phí và nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất.